Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet rất cao, với con số gần 70% dân số, tương đương với hơn 68 triệu dân. Đây chính là mảnh đất béo bở cho các hoạt động kinh doanh trên mạng, cũng như phát tán thông tin xấu độc. Do đó, quản lý và làm trong sạch môi trường mạng là vấn đề rất quan trọng. Làm thế nào vừa bảo đảm tính tự do hoạt động của người dùng trên các nền tảng xã hội, vừa ngăn chặn được các hành vi vi phạm gây nguy hại cho cộng đồng, để thấy pháp luật không đứng bên lề các nền tảng xã hội. Vâng, truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với hai KOL khá nổi tiếng hiện nay, đó là nhà báo Hoàng Minh Chí với biệt danh là Cu Chí và nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Việt Anh của Vlog 1997 để nghe họ chia sẻ quan điểm về vấn đề quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xin được cảm ơn anh Chí và Việt Anh đã nhận lời tham gia chương trình. Mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông thì đang xây dựng một cái văn bản quản lý người nổi tiếng trên mạng. Anh Chí thì theo anh thì anh đánh giá như thế nào về vấn đề này? Khi các cái môi trường sản xuất về video clip mà như TikTok chẳng hạn song hành cùng với YouTube trước đây thì cái mức độ lan tỏa thông tin xấu và độc nó quá mạnh. Cái hệ lan tỏa của nó là theo mũ, chứ nó không như Facebook chẳng hạn là anh phải có một quãng thời gian rất là dài để xây dựng định hình. Thì ở trên TikTok chẳng hạn có thể một cái sự nhảm nhí nó có thể sau một đêm trở thành người nổi tiếng và nó kích thích cái sự nổi tiếng một cách mù mờ với cả không ít bạn, cho nên các bạn ấy bất sản xuất nội dung một cách bất chấp, thậm chí là độc ác chẳng hạn, hoặc là nó vi phạm về thuần phong mỹ tục. Trước khi chúng ta đưa lên trên mạng thì chúng ta phải nghĩ rằng ở đằng sau họ còn có những người thân, những cái đứa trẻ nó chứng kiến như thế nào về những cái clip về cha mẹ của chúng, về những cái bất hòa của gia đình được đưa lên trên mạng, không thậm chí không che mặt các thứ. Nó là một cái gì đó rất là thiếu nhân văn. Thì tôi nghĩ là cái quy trình xử lý chúng ta cần phải có, cần phải kiểm soát ở trong câu chuyện đó, bởi vì là chúng ta sẽ phải đi trên một cái con đường ngoài tuân thủ pháp luật ra thì nó phải có tính nhân văn rất là cao ở trong những cái nội dung trên mạng. Vậy thì còn với Việt Anh thì sao? Những cái đề xuất như vậy thì liệu là sẽ có ảnh hưởng đến cái nội dung cũng như là cái chất lượng của các cái sản phẩm của bạn, của nhóm các bạn hay không? Và theo các bạn thì cái việc đề xuất như vậy thì nó có hợp lý và nó có cần thiết hay không? Em nghĩ rằng là ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà cần thiết thì đúng là cần thiết với bọn em thật. Và bởi vì sao? Bởi vì em nghĩ không chỉ cần thiết bọn em mà cần thiết với cả một nền tảng, cả một gọi là cộng đồng những nhà sáng tạo nội dung. Bởi vì như anh Chí có nói đấy, những cái sự nhảm nhí có thể lan tỏa chỉ trong một đêm. Và nếu mà chúng ta không có những gọi là những biện pháp để ngăn chặn thì khi mà các bạn trẻ xem rất nhiều, gần như là lượng người xem là đông đảo nhất luôn, thì các bạn ấy hoàn toàn có thể học những cái việc đấy. Các bạn nghĩ rằng là mình cũng sẽ làm những cái video như thế này để trở thành người nổi tiếng. Càng nổi tiếng càng tốt, càng bị chửi thì ta lại càng nổi tiếng, thì ta sẽ trở thành idol, ta sẽ trở thành người mà ai cũng nhắc đến. Thì cái đấy là một trong những cái tư duy rất là độc hại, một trong những cái mà có thể giảm dân trí. Và em nghĩ rằng là những biện pháp để ngăn chặn thì thật sự là cần thiết. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ cũng như là sự tham gia của anh Chí cũng như là Việt Anh.